Tiểu sử sầu nữ bolero Thúy Huyền. Thúy Huyền sinh ra tại tỉnh Hà Tĩnh, nước Việt Nam. Cô sống và làm việc chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh. Ca sĩ Thúy Huyền tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thúy Huyền. Sinh năm 1986, cô là một ca sĩ quen thuộc của phòng trà Sài Gòn, chuyên hát những bản tình ca ngọt ngào của dòng nhạc quê hương. Ngoài ra, khi tham gia cuộc thi solo cùng Bolero năm 2015, cô cũng được đông đảo khán giả trong nước biết đến, tuy chỉ lọt vào top 14 của cuộc thi nhưng nữ ca sĩ đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lòng người hâm mộ. Thừa hưởng năng khiếu ca hát của bố mẹ, lại sinh ra ở vùng quê nghèo nên cô gái sống nội tâm này đã đam mê ca hát từ nhỏ. Mỗi buổi chiều, cô thường ra hàng rào để nghe nghệ sĩ Hoàng Lan và ca sĩ Ngọc Sơn hát những bản nhạc bolero, đó là lý do nhạc bolero luôn ăn sâu vào máu của Thúy Huyền. Sau đó ở trường, cô tích cực tham gia các sự kiện văn hóa, ngoài ra cô còn đi hát ở các hội chợ hay đám cưới. Cho đến khi học cấp 3, Thúy Huyền chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh học tập. Sau đó cô thi đỗ vào khoa văn để theo đuổi đam mê của mình. Tuy nhiên, trong quá trình học, nữ ca sĩ đã bỏ dở việc học giữa trường. Sau đó Thúy Huyền đi hát ở nhiều phòng trà khác nhau nhưng sau đó cô nhận ra rằng không chỉ có giọng hát mà còn phải luyện tập và rèn luyện. Cô quyết định theo học Đại học Hoa Thanh Nhạc Nhạc Viện thành phố Hồ Chí Minh, càng học hỏi và rèn luyện cô càng tự tin khi bước lên sân khấu dưới ánh đèn. Hiện Huyền đang là giáo viên thanh nhạc kiêm ca sĩ tự do hát tại một phòng trà tại thành phố Hồ Chí Minh. Giải thích về biệt danh Thúy Huyền cho biết, sầu nữ có tên gọi đầy đủ hơn là sầu nữ lệ và chính là do phóng viên Trác Thúy Nữ ưu ái cho Huyền. Tôi không nghĩ là do mình hát một bài buồn mà có lẽ cô ấy đặt tên như vậy. Phù hợp với khuôn mặt hay tính cách hay khóc của tôi. Thúy Huyền trở lại với âm nhạc mạnh mẽ hơn sau cú sốc ly hôn. Trước khi được đông đảo khán giả biết đến, Thúy Huyền là giáo viên dạy thanh nhạc. Hằng đêm, cô nuôi dưỡng ước mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp tại một phòng trà ở thành phố Hồ Chí Minh. Thúy Huyền thừa nhận mình là người sống tình cảm, khi cảm xúc đến thường mất kiểm soát trên sân khấu. Trong cuộc sống thường ngày, Thúy Huyền thường buồn khi nghĩ về những chuyện riêng tư trong quá khứ. Tuy nhiên, dù trải qua nhiều thăng trầm trong tình yêu, cô cho biết mình vẫn biết ơn cuộc sống vì nó tạo ra cảm xúc. Cô chia sẻ, tôi buồn và khóc rất nhiều về chuyện tình cảm. Tôi đa sầu đa cảm. Buồn về những hoàn cảnh của người khác và những điều không suôn sẻ trong cuộc sống của mình. Thúy Huyền tâm sự cô có thể ngồi nhìn mưa, cành cây và lá, cảm thấy tiếc cho cô đơn và khóc. Nữ ca sĩ từng tiết lộ chuyện buồn đổ vỡ hôn nhân và ly hôn hơn một năm qua cho biết, hiện tại cô đã bình tâm trở lại và coi con gái 3 tuổi là nguồn động viên tinh thần lớn nhất. Sau khi ly hôn, tôi hụt hẫng và mất thăng bằng trong cuộc sống, lúc đó tôi nghỉ hát cho vui. Sau sự việc đó, mọi thứ trong cuộc sống của tôi giờ dễ dàng, đi hát, lo cho gia đình. Chăm sóc tôi và chăm sóc cho con gái dễ dàng hơn trước. Sau khi quyết định tham gia Người Kể Chuyện Tình, Thúy Huyền đã tham khảo ý kiến của ca sĩ Quang Lê, huấn luyện viên của mình trong một game show khác. Thúy Huyền thừa nhận sau cuộc thi đó, cô được nhiều người mời đi hát, lương cao hơn. Tuy nhiên, cô cho rằng thành công nói trên là do bản thân nỗ lực chứ không phải nhờ ai hỗ trợ. Sau 2 năm, Thúy Huyền gây ấn tượng với khán giả trong đêm thi đầu tiên của chương trình Chuyện Tình. Ca sĩ Phương Dung cảm thấy Thúy Huyền tuy còn trẻ nhưng tâm hồn lại già dặn hơn tuổi nên có thể theo đuổi dòng nhạc này. Thái Châu cũng dành lời khen cho Thúy Huyền. Dù còn nhỏ tuổi nhưng giọng hát đầy cảm xúc, sâu lắng và đượm buồn. Những bài hát được khán giả yêu thích của Thúy Huyền: Mẹ Cửu Long, Màu Hoa Bí, Tình Nghèo, Chiều Cuối Tuần, Ai Cho Tôi Tình Yêu, vân vân.